đặt tại địa chỉ 280 Điện Biên Phủ, quận 3. Bệnh viện mắt là một trong những bệnh viện chuyên khoa đầu ngành của thành phố và khu vực phía Nam. Bệnh lô cơm còn gọi là bệnh cườm nước hay thiên đầu thống là một trong những nguyên nhân thứ ba gây mù lòa trên toàn thế giới về bệnh lý về mắt. Thế giới có khoảng 80 triệu người mắc bệnh năm 2020 và dự tính đến năm 2040 sẽ là 111,8 triệu người. Bệnh lô cơm là tình trạng tổn thương dây thần kinh thị giác. Hậu quả của tình trạng này là tầm nhìn của chúng ta dần bị thu hẹp, thị lực cũng dần dần suy giảm khiến ta khó nhìn rõ các chi tiết. Nếu không được phát hiện và can thiệp kịp thời, có thể xảy đến mù lòa vĩnh viễn. Thị với hình chụp đáy mắt kỹ thuật số được coi như là phương tiện tầm soát bệnh glaucom thuận tiện và không tốn kém. Tuy nhiên, quá trình đọc kết quả thủ công đòi hỏi lao động trí óc của các chuyên gia và mất rất nhiều thời gian. Thêm vào đó, chẩn đoán glaucom bằng hình ảnh gai thị chỉ mang tính chủ quan và liên quan đến kinh nghiệm và kỹ năng của người đọc. Hòa vào vòng chảy của cuộc cách mạng công nghệ 4.0 với các nội dung cốt lõi của chuyển đổi số, đó là trí tuệ nhân tạo kết nối vạn vật và dữ liệu lớn. Y học cũng không ngoài cuộc, trí tuệ nhân tạo ứng dụng rất thành công trong chẩn đoán bệnh bằng hình ảnh như ung thư da, ung thư vú, u não, bệnh võng mạc tiểu đường, vân vân. Là một trong những bệnh viện chuyên khoa đầu ngành của thành phố và khu vực phía Nam, bệnh viện mắt luôn coi trọng việc nghiên cứu ứng dụng những thành tựu y khoa hiện đại và chuyên sâu vào công tác chẩn đoán và điều trị bệnh. Nhóm bác sĩ kỹ sư của bệnh viện mắt đã tiến hành xây dựng phần mềm trí tuệ nhân tạo Eyes Doctor với mong muốn giúp tầm soát bệnh glaucom trong cộng đồng, hỗ trợ các bác sĩ nhãn khoa chẩn đoán sớm bệnh glaucom.